Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ tối, tức là 20 giờ của ngày mùng 10 tháng 6 năm 2022. Lời đầu tiên thì tôi vẫn vẫn là mong các bác hãy đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký, và có thể nhấn vào nút chuông hay like video, chia sẻ nó nếu như các bác thật sự yêu quý kênh Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn, đúng không? Cảm ơn các bác rất là nhiều. Nhân đây á, thì tôi xin chia sẻ với các bác một vài cái thông tin thế này. Thực ra nó là tâm sự thì chính xác hơn. Bởi vì vào ngày 19 tháng 5 thì tôi cũng đã chia sẻ rằng là tốt nhất thì ông Nguyễn Thanh Long hay là ông Trung Ngọc Anh thì nên xin từ chức thì tốt hết, tốt nhất. Nhưng các bác có thể thấy rằng là mặc dù Ủy ban Kiểm tra Trung ương 18 tháng 5 thì đã đề nghị Bộ Chính trị rồi, nhưng mà họ cũng không làm như vậy, và kết cục thì khó có một cái nào khoan hồng được. Còn nếu như mà họ họ có thể rằng là nếu như nghe được kênh Trang Trang TV cái thời điểm đó thì có thể họ sẽ được khoan hồng, ở trong nghĩa là một trong những cái điểm có thể nói rằng là được khoan hồng, còn để bỏ qua thì đương nhiên là không rồi. Tôi có thể chia sẻ các bác thế này, gần đây thì có một số các thông tin liên quan tới gọi rằng là 80% với cổ phần của Việt Á, thì đó liên quan tới một số người con của một số người, thì mọi người có hay nhắn tin và hỏi tôi để mà xác minh cái thông tin tin đồn này, thì tôi cũng chỉ có thể chia sẻ với các bác thẳng thắn là tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn, tôi không thể xác minh được bởi vì tôi không phải là cơ quan điều tra, và kể cả tôi có biết được thông tin thì tôi cũng không có thể chia sẻ với các bác được, đó là điều chắc chắn. Bởi vì như vậy thì tôi sẽ bị vi phạm pháp luật rất rõ ràng, đúng không ạ? Nhưng nhân đây thì nhiều bác hỏi tôi về câu chuyện đấy, thì tôi có thể là tâm sự chia sẻ những cái việc mà con cái của các lãnh đạo thì phải như thế nào. Tôi có thể tâm sự với các bác ngay từ chính tôi. Vào ngày hôm nay ấy, thì tôi có nhắn cho một cái người em, thì một người em đấy cũng là một trong những con cái của lãnh đạo, thì tôi có nhắn cho em ấy thế này: bác của chúng ta, có một vị lãnh đạo rất to của chúng ta, khi mà lên chức ấy, thì cũng chỉ nhận chúc mừng một cách rất là vui vẻ ở cơ quan, tặng hoa, sau đó thì bác ấy về nhà mà không có những cái buổi chiêu đãi. Thì bác ấy nói với con trai của mình rằng ba lên chức lần này thì họa nhiều hơn là phúc, chính vì thế các con lại càng phải thật giữ gìn, hãy hạn chế uống bia rượu, hạn chế tham gia vào tất cả những cái lĩnh vực mà có thể gây tổn hại, thì các con cũng phải giữ cho bố. Đấy là thật sự một người cha nói với một người con như thế. Và các bác có thể thấy một số vị lãnh đạo thì con cái có thể lên rất nhanh hoặc dính vào đâu đấy, nhưng một số vị lãnh đạo thì con cái của họ là các bác không biết ở đâu luôn. Đó. Gần như đó là một cái sự hy sinh không chỉ của bản thân cái người đứng đầu mà ngay cả của con cái của họ. Cá nhân tôi thì tôi xin chia sẻ câu chuyện của tôi với các bác thế này. Tôi lần đầu tiên tôi hình dung ra được cái vai trò của một người khi mà là con của lãnh đạo. Bởi vì tôi cũng là con của một lãnh đạo, gọi rằng là cấp phó sở. Tôi xin chia sẻ thật sự các bác như sau. Đó là vào năm lớp 9 thì tôi không có, nghĩa là tôi không có bằng lái xe. Đúng không? Thì tôi có đèo ba từ thành phố Lào Cai, từ lúc là thị xã Lào Cai thôi, thì đi vào trong một khu nhà bạn tôi là Sapa. Khi mà tôi đi ấy, thì bị công an là bắt lại, thì các bác công an là bắt lại như vậy, tôi rất là sợ, lần đầu tiên bị bắt xe mà tôi rất là sợ, mặc dù rằng là xe của bạn tôi, người ta cũng cũng là của tôi, mấy đứa trẻ con nghịch ấy, thì như vậy, thế thì tôi cũng rất là sợ. Thế thì lúc sau là một chú công an, chú ấy nói bảo nhìn thằng này nó quen lắm. Đấy, bố mày là ai? Thế là lúc này tôi mới buột miệng ra rằng là bố cháu là thế cái ông T đấy ở đâu? Và ông T đấy là phó sở kế hoạch và đầu tư. Thì tôi cứ nói như thế. Thế thì ông kia mới hai hai chú mới nói chuyện với nhau một lúc. Thế sau đó bảo là thôi đi đi, thôi đi đi nhé, lần sau là không được đi như thế này đâu nhé. Có nghĩa rằng tôi được bỏ qua cái việc đó. Tôi được bỏ qua cái việc mà vi phạm giao thông của mình. Đó là lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được làm con của sếp thì nó sướng thế nào. Sướng thế nào.
Và tôi chia sẻ với các bác thật là làm sau đó cũng có một vài lần nữa. Nhưng sau này khi mà nghĩ một chút lên ấy, thì đến tai bố tôi ấy, thì lúc này là không còn nữa. Không còn nữa. Bởi vì không phải đến tai bố tôi biết và bố tôi rất giận, nhưng bố tôi không mắng. Còn một người bạn của tôi là bố là công an, khi mà biết cái điều đấy thì đã thẳng tay tát thẳng vào mặt con mình. Và cậu bạn đó bây giờ vẫn là bạn thân của tôi, đã có lần tôi giới thiệu với các bác rồi. Bác thượng tá đấy, bác tát thẳng vào mặt con trai của mình. Thế là lúc đấy chúng tôi mới hiểu rằng là làm con của lãnh đạo thì nó cũng có vẻ khác đấy. Nó thực sự có một cái gì đó khác. Để làm con lãnh đạo á, thì nó có hai cái trường phái mà tôi nhận thức ra thế này. Con lãnh đạo không phải là nhiều người dốt đâu. Có những người rất là giỏi, thật sự rất giỏi, học cực giỏi luôn. Và tiếng Anh cũng cực giỏi, những người đó rất giỏi. Như kiểu là con nhà lông không giống tông cũng giống cánh, mình cũng phải thẳng thắn thừa nhận như thế. Nhưng có một bộ phận khác lớn hơn là những người mà bắt đầu là lợi dụng những cái điều này, là bắt đầu bị tha hóa từ lúc nhỏ như thế. Có nghĩa rằng là họ sống trong cái sự bao bọc, sự nịnh bợ, trong khi mà đi mừng tuổi, người khác thì mừng tuổi nhau 5-10 nghìn, thì với vị con của lãnh đạo này thì họ sẽ được những người khác mừng tuổi 100, 200 nghìn từ những cái thời năm 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 chín mấy cơ đó. Các bác tưởng tượng như thế, có nghĩa rằng là tiền tiêu chỉ dùng dịch và có rất nhiều thứ được hỗ trợ. Đấy là những cái lúc mà chúng ta nhỏ con lãnh đạo thì được hưởng cái kiểu như thế. Lớn lên rồi thì xin thưa với các bác rằng là những cái người, cái phần lớn những cái con lãnh đạo như vậy mà chúng tôi gọi là không phải những đứa giỏi nhé, đang nói về những đứa dốt thôi, chỉ có những người rất giỏi chúng ta không thể phủ nhận được đâu. Thì những đứa dốt như thế thì lớn lên thì một thì là theo nghe lời, theo lời bố mẹ thì được sắp đặt một cái chỗ nào đấy để mà làm. Còn hai thì họ bắt đầu lông bông làm ở ngoài. Và làm ở ngoài thì cái tầng lớp này nó từ tầng lớp con lãnh đạo này thì bắt đầu lọt vào mắt xanh của những bọn, tôi gọi rằng là sau này tôi biết gọi là những bọn ma cô mafia về kinh doanh. Có nghĩa rằng là những đội ma cô này họ rất kinh. Tức là họ biết rằng là khi mà lấy một con lãnh đạo vào trong cái công ty của mình, trao cho nó một cái chức vụ để nó ký, để cho nó làm thì mình an toàn. Thực ra họ không để cho nó làm đâu. Bên cạnh đội đấy lúc nào cũng có cái cố vấn để mà làm thật tốt những cái dự án vân vân để mà kiếm tiền về. Nhưng mà khi có những cái khoản mấu chốt ấy, thì họ sẽ cung phụng những cái cậu con lãnh đạo đấy, trao cho nó những cái chức ví dụ như là phó tổng giám đốc của một ngân hàng hay là phó tổng giám đốc của một công ty. Ví dụ viên Phạc Ma là chúng ta cũng thấy rằng là có một người em, người cháu gì đấy cũng là phó tổng đúng không? Và các vụ đại án thì các bác thấy rằng là đa phần cũng có những cái kiểu đó. Trong vụ Sapeco thì chúng ta thấy rằng là anh Vũ Quang Hải này, rồi là có anh Nguyễn Minh An này, vân vân. Thì chúng ta lật hồ sơ lên, chúng ta biết rằng là bố của họ là ai. Thì cũng kiểu kiểu như thế. Thế thì tất cả những con lãnh đạo đấy á, ngày xưa ấy, thì cái đội này gọi là dê. Tôi đã có lần tôi tâm sự với các bác rằng là tôi không hiểu cái từ dê là cái từ gì. Và ví dụ như mấy ông nói chuyện với nhau ấy, tôi ngồi đây tôi hay hóng chuyện thôi. Tôi gọi là tao dê thằng này ra làm cái dự án này, tao dê thằng kia ra làm cái dự án kia. Thì có nghĩa rằng là dê ở đây á, không phải là cái từ ấy đâu, mà đây là từ dê dắt. Nghĩa là họ coi những người đó như cái quả bóng. Dê ra, rồi truyền bóng, vân vân. Để mà điều khiển nó lái như thế này, chúng ta gọi là dê dắt phải lái này, thì hóa ra những người đó không có thực tài mà họ chỉ là những con tốt thí đó. Và con lãnh đạo như vậy ấy, mà không quản lý cẩn thận ấy, thì báo cáo với các bác rằng là sẽ bị dây đến các dự án và sẽ phải đứng tên những một số cái, và những kẻ này mà đứng tên ấy, thì sẽ rất an toàn, sẽ rất an toàn bởi vì không ai dám động vào các vị lãnh đạo cả. Thì người ta sẽ tiếp cận, nói nôm na rằng là khi mà cái đội doanh nhân ấy, họ không thao túng được lãnh đạo thì họ sẽ thao túng con lãnh đạo, vợ lãnh đạo, và thậm chí rằng là lãnh đạo biết cái việc mà các doanh nhân thao túng như vậy nhưng vẫn đồng ý. Đó. Có những người mặc dù không thích lắm nhưng vẫn phải đồng ý, bởi vì là không ai muốn người thân của mình là bị dính vòng lao lý cả. Có những người thì tôi tóm lại rằng là biết hay không biết thì anh vẫn cứ 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 để đó bỏ qua. Tôi có thể nói hơi dông dài, hơi linh tinh, nhưng mà tôi phải cẩn trọng với lời nói, cho nên các bác là thông cảm giúp tôi ở chỗ này. Thì ở chỗ đây á, là chúng ta thấy rằng là các lãnh đạo kiểu như thế, cho nên ấy, bác tổng bí thư đã có lần bác ấy nói rằng là anh để cho vợ anh dính vào, anh để cho con anh dính vào thì anh cũng bị trách nhiệm ở đó.
Chứ không phải là phủ sạch trơn như kiểu anh Đức Trung đâu. Anh Đức Trung để anh bảo rằng là ai làm người đấy chịu, vợ tôi làm vợ tôi chịu, nhưng mà ở đây không phải như thế. Anh để cho vợ anh dính vào, anh để cho con anh dính vào là không được. Trong hội nghị về văn hóa, bác cũng nói rằng là đất nước thì có kỷ cương và gia đình thì cũng phải có gia quy và tôn ti trật tự. Chúng ta cũng hay nói các câu rằng là tề gia trị quốc bình thiên hạ, đúng không? Phải quản lý được gia đình mình đã rồi bắt đầu mới tính cái chuyện xa. Anh giỏi giang đến mấy mà bản thân anh không quản trị được gia đình của anh thì anh không làm được gì hết. Thế cho nên ấy, khi làm lãnh đạo, làm lãnh tụ thì việc đầu tiên là phải kiểm soát được vợ của mình, con mình. Thế cho nên rằng là nếu như mà có ai đó dính vào trong những cái vụ đại án là con là cái, thì tôi nghĩ rằng là nếu là người lãnh đạo có tâm, có tầm thật sự thì hãy khuyên vợ mình, con mình hoặc chồng mình đó, hoặc con rể mình hoặc con dâu mình, tốt nhất hãy ra tự thú. Thật sự hãy ra tự thú, đấy là cái mà tôi thành thật khuyên các bác như thế. Và các vị lãnh đạo hiện nay đương nhiệm thì cũng phải xem xét lại con cái của mình, rằng là con cái của mình nó ngoan hay nó hư, nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình hay không. Và việc chúng ta bao che con cái hay rằng là rắn với nó ngay từ đầu. Nếu rắn ngay từ đầu như kiểu bố bạn tôi thời đó là một vị thượng tá công an đã thẳng tay tát vào mặt bạn tôi khi mà chúng tôi ăn trộm xe của nhà, thì nghĩa là để xe máy cái xe win 100 lại thì bọn tôi phải cậy nó ra để mở máy. Thì khi phát hiện ra là ăn ngay cái vả rắn như thế thì từ đấy là bắt đầu không hư. Còn nếu như mà không rắn thì thế nào, đúng không? Cho nên chúng ta ở đây á, chúng ta cũng phải, những lãnh đạo chúng ta cũng phải xem xét lại. Một số con lãnh đạo là tận dụng được cái vai trò của mình và họ thật sự là những người giỏi và có tâm thì họ vẫn có thể lên được. Nhưng mà một số con lãnh đạo mà theo cái kiểu như thế, một là ngu si đần độn nhưng mà được bố mình nâng đỡ cho lên vào làm những cái vị trí, hai là trở thành một quả bóng bị dây dắt, vân vân. Nhưng tóm lại là bị cái gì đi chăng nữa thì xin thưa với các bác, vẫn là cái câu phải có đạo đức, phải có liêm chính và đặc biệt phải có tự trọng. Đã là một thằng đàn ông, đã là một cái người ở trên đời này thì mình phải có cái sự độc lập và mình phải có đạo đức của mình. Mình không để người khác lợi dụng. Người ta có mời mình vào làm phó tổng giám đốc thì người ta cũng biết bảo rằng là bao nhiêu phần, mình cũng phải tự hỏi rằng là bao nhiêu phần trăm là bởi vì là mẹ mình và bao nhiêu phần trăm thì do năng lực của mình. Đúng không? Người ta có mời mình vào làm phó tổng của một công ty thì bao nhiêu phần trăm là do bố mình và bao nhiêu phần trăm thì do mình, thì cũng phải thật sự là suy nghĩ điều đấy. Và nếu như mà chúng ta thấy rằng là mình đủ năng lực thì mình vẫn còn, nhưng mình không đủ năng lực mà bị bọn khác nó dây dắt, bọn khác nó điều khiển thì lúc đó hỏng và chết chắc. Chỉ có cách để tự thú thôi. Có những vị làm đến phó tổng ngân hàng không biết rằng là thế nào, mà chúng ta thấy rằng rất kỳ lạ, đúng không? Cho nên ấy, câu chuyện vẫn là sự tự trọng, danh dự và liêm sỉ. Nếu như những người nào thật sự thì cũng phải nhận ra rằng là nếu mình không có tài năng thì mình đừng có làm cái điều đó. Và phải cẩn trọng trước vô vàn mưu mô trước quỷ của những cái đội ma cô. Những đội ma cô này xin thưa với các bác rằng là nó sẽ dùng tiền, nó sẽ dùng gái, cứ tưởng rằng là nó tốt với mình. Mình ho một cái là có đứa cung phụng, mình chỉ cần một phát là nó mang xe đến nó đón tận nơi. Rồi mình cần chức vụ cái là nó sẽ cho ngay một cái chức vụ. Rồi thậm chí mình cần gái là nó sẽ điều đến một đàn. Thế nhưng ấy, nó hiểu rằng là riêng cái việc mày là con của bà này, của ông này, là mày đã có giá trị rất lớn rồi. Mày là mảnh kim cương rồi. Và mày sẽ là cái tấm khiên để đỡ cho tao rồi. Thế cho nên các vị con lãnh đạo hãy thật cẩn thận. Và nếu đã chót búng chàng thì hãy đi tự thú. Bởi vì chỉ có cách tự thú này mới làm cho các vị có cái điều kiện để khoan hồng. Thật sự là thế. Đôi lời tâm sự với các bác vào buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành.